Sun Symphony. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện ca khúc Từng Yêu. Và đầu tiên thì mình sẽ hát qua một lần từ đầu đến cuối ca khúc này để các bạn có thể nắm được bố cục của bài hát. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tập luyện từng câu, từng đoạn của bài hát. Bài tập luyện ngày hôm nay vô cùng chi tiết và dễ hiểu, cho nên các bạn nhớ xem kỹ từ đầu đến cuối video để chúng ta có thể nắm bắt được bài hát và tập luyện một cách nhanh chóng nhất nhé. Trước khi bắt đầu với bài tập thì các bạn hãy nhớ xem kỹ những hướng dẫn này. Đây là những ký hiệu sẽ xuất hiện xuyên suốt trong bài tập của chúng ta ngày hôm nay.
anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Biết em thương người ấy đã rất nhiều. Anh hỏi lòng Oh.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại.